Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu loa bass 4 tắc coi châm từ neo của thương hiệu Sika, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý thì cái mẫu này có mã là 15k 4 bl 8 ohm, có nghĩa là bass 15 inch, coi 4 inch hay còn gọi là bát 40 coi trăm đó từ neo trợ kháng 8 ohm công suất 1.200 w đến 2.400 w thì cái hàng này nhập khẩu chính ngạch có COCQ hóa đơn đầy đủ thì cái mẫu này chúng ta có thể lắp lo full đơn full đôi hoặc là nếu các bạn thích lan dây thì chúng ta cũng có thể lắp lan drive được Ok, giờ mình sẽ giới thiệu sơ một tí về cái thiết kế của nó. Thì cái mẫu này là từ neo nên nó có một cái thiết kế rất là riêng của CK dành cho cái dòng neo. Mẫu này là coi 4 in, có nghĩa là tương đương là coi trăm đó. Bởi vậy nó có cái đít lò rất là lớn. Trọng lượng thì mẫu này là 7 kg. thì đây là không là bằng nhôm đúc dòng neo sau này nó có cái tem của hãng mã thương hiệu CK mã 15K4BL thì K này là nó dùng cho để mà chúng ta lắp lột lo lo, full đó còn nếu S cái mã S thì thể dùng cho sub một cái thiết kế khá là đẹp Thì ở đây là cái trạm để chúng ta đấu chì loa. Thì cái trạm này thì nó làm cọc dương nổi lên và cọc âm nó làm lõm xuống. Ở đây có một cái logo Sika được khắc chìm. Ở trên cái viền của cái khung loa này thì nó có khắc chìm cái địa chỉ website của hãng. Khá là tinh xảo. màng nhện thì làm theo công nghệ connect nhìn rất là đẹp, màng loa thì bằng giấy với cái công nghệ chống thấm nước bề mặt, viền nhún hay còn gọi là găng loa đó bằng vải thì được thiết kế với cái công nghệ đắt thì với một cái sản phẩm cao cấp như Sika thì nó sử dụng rất là nhiều cái công nghệ hiện đại cũng như là cái công nghệ độc quyền của hãng để tạo ra cái sản phẩm này thì các bạn có thể tham khảo cái chi tiết các cái công nghệ này trên cái đường link website của công ty Hoàng Tùng mình có để cái đường link bên dưới Thì cái mẫu này nó có độ nhạy là 99.2 db giải tăng là từ 45 đến 2000 hạt trọng lượng 7 kg Thì chúng ta có nhu cầu để lắp loa full hoặc là full đơn full đôi loa à, uh, hoặc là loa karaoke loa kiểm âm thì đều có thể sử dụng cái mẫu loa này mẫu này là từ Nail coi 100 khá là lớn công suất cũng rất là lớn 1.200 đến 2.400 w thì các bạn có thể tham khảo chi tiết các cái thông số cũng như về cái mức giá của cái sản phẩm này trên cái đường link website của công ty Hoàng Tùng mình có để cái đường link bên dưới hiện tại mình cũng đang có mức giá ưu đãi để các bạn có thể trải nghiệm cái sản phẩm này các bạn có thể gọi trực tiếp vào cái số hotline cũng như là Zalo mình có để ở bên dưới rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video vui lòng nhấn like và đăng ký đồng hồ cây nhé hẹn gặp lại các bạn ở các video sau cảm ơn các bạn